vang lên khúc ca tự hào về chuyến hành trình một phần ba thế kỷ, một hai ba vững bền đầy sự sống quyết tâm, từng bước vươn xa độc đạo vang danh, nhiệt huyết trong tim ta luôn dâng trào, hoài bão lên lao ngày chi thứ thay. Việt Nam có bằng ở các ở cấp độ các khu vực các đơn vị kinh doanh, thì đây cũng lần đầu tiên mà đội năm ba băng FC chính thức ra đời để tập hợp từ trên toàn hệ thống, từ các cầu thủ từ Bến Tre, những cầu thủ từ phía miền Tây, những cầu thủ từ Bình Phước hay những cầu thủ từ khu vực Đông Nam Bộ, các cầu thủ từ Hồ Chí Minh cũng như các cầu thủ từ các cái đơn vị các khu vực trên toàn hệ thống, chúng ta tập hợp nguồn lực ở đây để tạo một cái sân chơi lành mạnh để cho các anh em cũng như là những anh em đây là những anh em đại diện cho hình ảnh và tổ chức năm ba băng, chúng ta sẽ chơi và chúng ta đại diện cho cái màu cờ sắc áo và thương hiệu quả năm ba băng của chúng ta ngày hôm nay. Cùng hát vang lên khúc ca tự hào để chuyến hành trình một phần ba thế kỷ, một năm A vững bên đầy sức sống quyết tâm, từng bước vươn xa độc đạo vang dài. Vẫn đang là các cầu thủ áo xanh, Van Út đã vượt qua được giáp Zippo, dứt điểm ngay. Nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho cầu thủ của Nam Á Bình FC. Người đã ghi bàn đó là số 17 Văn Thái với một pha phối hợp đá phạt góc rất hay. Một tình huống mà các cầu thủ Nam Á Banh FC họ đã có một pha phối hợp rất hay. Và ở một vị trí khá thuận lợi thì Văn Thái đã có một cú sút làm tung bay lưới của thủ thành Tuấn Vũ. Đã áp sát rất nhanh để cắt bóng. Cơ hội phản công dành cho các cầu thủ của tập đoàn Hoàng Gia. Rất thoáng cơ đây rồi, làm gì đâu. Cơ hội tỷ số của trận đấu được Quân Bình 1-0. Người đã ghi bàn ở trong pha bóng vừa rồi đó là số 10 Công Tâm. Chúng ta cùng theo dõi lại pha xoay sở và dứt điểm của Công Tâm.
một tình huống sút chéo góc rất khó thành của Nam Á Banh FC. Đó là một tình huống phối hợp với Giáp Zippo, cơ hội đưa vào khá nguy hiểm. Cố Nhân vẫn đang là điểm trung chuyển thành công. Đưa bóng vào, nguy hiểm, chưa thể có được một cú sút. Thanh Tuấn chờ tay dứt điểm. Không, đường chuyền của Tiến Đức vẫn đang là cao thủ áo xanh, nguy hiểm, pha xoay áp sát tốt, vẫn đang là cao thủ áo xanh, cơ hội khá đáng tiếc dành cho cú ra trận của số 9 Tiến Đức. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Một tình huống mà các cầu thủ áo, đội bóng áo đỏ vẫn đang tổ chức áp sát, cơ hội đã có một pha kéo người. Như vậy là trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Một tình huống mà số 18 của Nam Á Bành, đó là anh Vũ, đã thi đấu khá non kinh nghiệm. Và bây giờ sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ của tập đoàn Hoàng Gia vươn lên dẫn trước, cho đội bóng áo đỏ có thể vươn lên dẫn bàn. Duy Hải chân trái, cơ Duy Hải đã không thể chiến thắng được thủ thành Văn Toàn. Một tình huống đổ người rất chính xác. Đã không có bàn thắng thứ hai cho tập đoàn Hoàng Gia. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho Văn Thái. Cú sút này khá nguy hiểm. Vẫn đang là cao thủ áo đỏ. Được chưa đây? Và đánh gót cực kỳ hợp lý cơ. Cầu thủ của tập đoàn Hoàng Gia đang đứng trước bóng lúc này là Vũ Phòng và Thái Sơn. Câu trả lời của cao thủ Nam Á Banh, cơ hội dành cho Văn Vũ, không có bàn thắng. Khá đáng tiếc cho tình huống sửa bóng vừa rồi của Văn Vũ. Một tình huống mà Văn Vũ cũng đã chủ động đưa bóng về phía góc xa, nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành. Vũ Phong nguy hiểm, cơ và phối rất sáng của các cầu thủ tập đoàn Hoàng Gia, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của số 10 Công Tâm, bóng lại đi chạy khung thành. Một pha bóng mà đường chuyền của Vũ Phong hoàn toàn khiến cho các cầu thủ nơi hàng thủ của Nam Á Banh FC bị bất ngờ, khiến cho các cầu thủ bên phía tập đoàn Hoàng Gia phải lùi về bên phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Nguy hiểm, lại là một cú dứt điểm quyết đoán. Đưa bóng vào, nguy hiểm, cover, vẫn đang là cao thủ áo xanh, phá mở cánh tốt, cơ vẫn cover. Một ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc của thủ thành Tuấn Vũ. Rõ ràng là ở pha băng vào vừa rồi của Văn Vũ là cực kỳ hay, nhưng Tuấn Vũ thì quá xuất sắc để có thể ngăn cản được cú dứt điểm của đội trưởng bên phía cho Nam Á Banh FC. Nguy hiểm, một tình huống mà các cầu thủ phòng ngự của tập đoàn Hoàng Gia đã có tình huống xử lý khá lung tung. Họ đã không quyết đoán trong tình huống phá bóng của mình, và số 7 Châu Tẩy đã băng vào rất nhanh để có một pha đánh đầu ở một vị trí khá thuận lợi. Không hề có bất kỳ một cầu thủ nào của tập đoàn Hoàng Gia theo kèm đối với Châu Tẩy. Đạt Mập, Văn Vũ cũng đang di chuyển. Đạt Mập dứt điểm ngay. AFC nguy hiểm, cơ không có bàn thắng dành cho Công Tâm. Một pha bóng mà Công Tâm đã hơi chần chừ. Một tình huống mà hàng thủ bên phía Nam Á Banh cũng đã thiếu đi sự tập trung, mà họ để lộ khoảng trống giành thi đấu tốt hơn. Và thời điểm này, cơ hội cover,
Xuyên chút nữa thì số 16 Sơn Đức đã đặt dấu chấm hết dành cho tập đoàn Hoàng Gia. Một cú dứt điểm rất căng nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc. Vũ Phong vẫn cứ giáp xuyên vô dứt điểm hết giờ. Chiến thắng chung cuộc 2-1 dành cho cao thủ của Nam Á Banh với các pha làm bàn của Văn Thái và Châu Tây. Bàn thắng duy nhất của Công Tâm FC, xin lỗi, của Công Tâm đã không thể giúp cho tập đoàn Hoàng Gia có được một kết quả tốt. Xin chúc mừng cao thủ của Nam Á Banh FC, họ đã có một chiến thắng cực kỳ thuyết phục.